Rồi, xin chào các bạn, mình là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic ha các bạn. Thì lúc trước mình có làm một clip nói về guitar điện thì được rất nhiều các bạn ủng hộ. Thì trong đó các bạn có muốn mình làm về chất tiếng của những cái amp ha, của những hãng amp. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn con amp Fernandez FA15. Mình đang quay bằng cam trước nha các bạn, thành ra nó bị ngược, mấy bạn ráng chịu xíu ha. Rồi, đầu tiên là intro. FA100 này, con này thì dùng cho guitar điện nha các bạn. Con này là chuyên dùng cho guitar điện. Nó ghim guitar thùng mà vẫn được, nhưng mà sao nó không hay, nó không sướng thế thôi ha. Thì con này là một con amp nghĩa địa Fernandez. Đây các bạn nhìn, con amp này nó còn khá là mới, mới so với hàng second hand nha các bạn, chứ không phải là mới so với hàng mới nha. Có nghĩa là nó còn nguyên bản, nó ít có bị tróc da, và tất cả mọi thứ nó còn rất là ok. Rồi, ở phía đây thì nó có ghi ha các bạn ha, Fernandez 100V 50-60Hz 30W và made in Korea. Con này là của Korea nha các bạn. Rồi, ở phía trước con em này chúng ta sẽ có gì? Mình thì sẽ không làm review, nhưng mà mình sẽ làm một cái gọi là sound test cho các bạn thôi, chứ không phải là review. Thì con này nó đặc biệt các bạn, nó có gain, có tận hai cái gain lận. Ở trên đây nó có gain 1 và gain 2. Thì tùy chỉnh vào hai cái gain này, chúng ta sẽ có được những cái sound như là sound clean nè, sound override, sound distortion, vân vân. Đó là tùy vào hiểu biết và lỗ tai của mỗi người. Kế bên chúng ta sẽ có master volume. Master volume có nghĩa là volume tổng ha các bạn ha, volume tổng của cái amp này. Kế bên chúng ta sẽ có treble, có middle, có bass và có preamp ha. Ai chơi guitar thì các bạn sẽ hiểu được những cái thông số này. Hoặc nếu là các bạn không hiểu lắm thì các bạn có thể vặn nó lên từ từ để cảm nhận được cái sự khác biệt giữa các tone này nha. Rồi, amp này nó có một cái rất là hay nha các bạn. Nó có một cái gọi là effect loft. Effect loft cái này có nghĩa là khi chúng ta xài phơ cục các bạn, thì cái đường effect á, mấy bạn sẽ chèn vào đây những cái như là reverb nè, hoặc là delay á, mấy bạn sẽ chèn nó vào đây. Mấy bạn sẽ xem nó sẽ, nó có một đường send vào in và mấy bạn out ra bằng đường return để nó đưa vào đây. Thì như vậy nó đảm bảo được cái effect của các bạn nó sẽ sạch sẽ hơn, nó đẹp hơn và nó không bị biến dạng cái tiếng của các bạn ha. Hơn là mình gắn liền một cái dải module ở trên cái pedal board ha. Rồi, ở đây nó có một cái cổng gọi là cổng headphone để phục vụ cho các bạn luyện tập ở nhà, nhất là các bạn sinh viên, các bạn ở phòng trọ, các bạn không có nhiều cái không gian để luyện tập, dễ gây ồn ào, dễ gây bực bội cho hàng xóm, thì chúng ta sẽ luyện tập bằng headphone. Rất là hay ha. Thì giống như mình nói, có nghĩa là một cái amp nó sẽ có được cái tiếng cơ bản để cho các bạn luyện tập, đó là tiếng clean hoặc tiếng override hoặc tiếng distortion. Thì cái amp này nó hoàn toàn đáp ứng được chuyện đó nha các bạn. Và Fernandez cũng không phải là một hãng tồi. Fernandez là một hãng rất là có số má ở trong cái hàng bãi. Tầm của Fernandez khá là cao. Như mình nói, những cái đàn Fernandez có những cây 300, 500, 700 đô là chuyện bình thường. Thành ra Fernandez là một hãng rất là có tâm trong làm đàn. Họ không hề hờ hợt. Thành ra các bạn sẽ có được một cái chất âm khá là ok. Cái này nó có giá tầm khoảng chừng 1 triệu mấy. Thì ở đây mình đang bán là 1 triệu 3. Thì con này nó còn điện zin 110. Nếu nhà ai có những cái ổng áp á, thì các bạn ghim vào vào đường 100V. Còn nếu mà không có thì các bạn sẽ mua một cái cục chuyển điện để mà xài cho nó ha các bạn ha. Hiện tại bây giờ mình vẫn chưa chuyển điện, tại vì có nhiều người họ thích chuyển điện, còn có những người họ không thích, đó là tùy. Có những người họ người lớn á các bạn, họ thích được cái độ nguyên bản, họ muốn chuyển điện thì mình không chuyển điện sẵn. Thì khi nào các bạn cần chuyển điện thì mình sẽ chuyển điện cho các bạn nha. Rồi, sau đây sẽ là clip test của con này. Nó sẽ có tiếng clean, tiếng override, tiếng distortion, vân vân. Các bạn nghe thử nha. Fernandez FA15. Rồi, thay tiếng clean nha. Thank you.
xong clip test rồi thì mình ở đây mình chỉ test sau thôi mà, còn về cơ bản thì nó đã chuẩn chỉ hết tất cả rồi, các bạn về và chỉ mua về để luyện tập là rất ok rồi, rất là ngon luôn ha, chỉ tầm 1,5 triệu thôi. Cái này nó lợi cái là khi các bạn xài thời gian nó bạn bán không có lỗ thật sự. Ví dụ như bạn mua tầm 1,3 triệu mấy bạn xài khoảng 1 năm 2 năm, sau này đồ bỏ các bạn vẫn bán được 1 triệu, thậm chí lúc đó nhiều khi tiền mất giá, nhiều khi các bạn bán được 1,3 triệu luôn không chừng đó. Sao tiếng ổn, ok hết tất cả, Made in Korea, phù hợp cho các bạn chưa có điều kiện để mua phơ nhưng mà vẫn muốn được luyện tập, phù hợp cho các bạn có phơ cục muốn luyện tập, thậm chí là các bạn có luôn cả phơ bàn, mấy bạn ghim vào đây luyện tập vẫn ổn luôn. Nói chung 1,3 triệu ổn áp hết tất cả mọi thứ, 1,3 triệu phù hợp cho các bạn, phù hợp với tất cả túi tiền ha. Một con am chính hãng Fernandez, không fake ai, không giả ai, chất lượng ok nên chọn thôi vậy nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại nha bạn.